Vâng, xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với Nghĩa Thơ Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em rất là vui mừng khi nhận được một đơn hàng, một chiếc máy nâng tiếng của AV Pro với mã là BX15 Plus các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ gửi đi cho bác Hồ Văn Tây, bác ở Kiên Giang các bác nhá. Thì đây chính là chiếc máy nâng tiếng của em sẽ gửi đi cho bác Hồ Văn Tây đây. Vâng, một chiếc máy nâng tiếng màu đen. Và bên em cam kết với bác Tây là sản phẩm bên em là sản phẩm 100% chính hãng các bác nhá. Khi bác mua thì có thể đăng ký bảo hành điện tử này, cào mã đăng ký đạo bảo hành điện tử này. Vâng, tem của DG Sao đằng sau này em sẽ dán tem bảo hành của Nghĩa Thơm nha. Bên em sẽ bảo hành cho bác 12 tháng. Về những cái chức năng của máy nâng tiếng này thì đầu tiên các bác có thể cắt bass từ 50Hz đến 100Hz này, nút cắt bass này. Vâng. Và bên này là các bác có thể chỉnh bass to nhỏ này, tune này và tất cả cái hiệu ứng và chép to nhỏ. Nút bypass này cũng như là nút tắt hoặc bật máy nâng tiếng này, khi các bác ấn ra thì nó sẽ là chế độ tắt máy nâng tiếng và ấn vào thì nó sẽ là bật máy nâng tiếng và cho tiếng nhạc qua đấy các bác. Và cắt swoop từ 0 đến 180 độ. Bên này là nút cắt swoop nha các bác nha. Vâng, từ 0 đến 180 độ. Và bên này là volume của swoop này. Và bên này cũng tương tự như bên kia thôi. Gồm có bass tune và tất cả hiệu ứng và chép này. Bên này có một nút nguồn. Bên này có một cái màn hình để các bác hiển thị những cái sóng âm thanh. Và các bác có thể không muốn hiển thị sóng âm thanh thì các bác có thể ấn vào nút display này thì nó hiển thị ấy. Bên em đang ghép với một chiếc vang của DBL Acoustic với mã là KM330. Vâng, một chiếc vang cực kỳ là hay của DBL Acoustic với nâng cấp màn hình cực kỳ là lớn này, hiển thị music, mic, effect này và những cái chế độ đầu vào như Bluetooth, USB optical, AUX1, AUX2 các bác nhá. Exciter này, feedback chung hú on off này, delay, repeat, reverb và có hai cổng cắm mic. Về phần mic thì các bác có thể chỉnh được exciter, bass, mid, chép. Về phần echo thì các bác có thể chỉnh được delay, repeat, reverb, reverb voice này. Bên này có những cái chế độ nút ấn chọn chế độ đầu vào và những nút tạm dừng qua vải. Dưới này phần music các bác có thể chỉnh được bass, trung, chép. Và ba núm này thì các bác có thể chỉnh được effect, mic và music các bác nhá. Với trực đầy của CAF với mã là PL2.6, mỗi kênh là 550W các bác nhá. Vâng. Và bên em đang ghép với một cặp loa của CAF luôn với mã là V-12+, một chiếc loa với bass 30. Rồi em sẽ cho các bác cảm nhận một đoạn âm thanh thì các bác cùng cảm nhận chiếc máy nâng tiếng này nó xử lý âm thanh ra sao các bác nhá. Em sẽ sử dụng tính năng bypass. Và vâng, như các bác có thể thấy là khi có chiếc máy nâng tiếng này kết nối với bộ dàn của chúng ta thì cho ra một cái âm bát, âm tép cực kỳ là hay. Âm bát thì đánh rất là lực, âm tép thì đánh rõ ràng, tí tách các bác nhá. Thì các bác nào mà muốn đặt hàng chiếc máy nâng tiếng hoặc là muốn tham khảo những cái sản phẩm âm thanh bên em thì có thể liên hệ số điện thoại 0912 669 059 hoặc là để lại số điện thoại dưới phần bình luận để bên em trực tiếp liên hệ cho các bác nhá. Thì một lần nữa em xin được cảm ơn bác Hồ Văn Tây, bác ở Kiên Giang đã tin tưởng và ủng hộ Nghĩa Thơm Audio. Clip của bên em đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.